Xin chào tất cả quý vị khán giả đang trở lại với chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Và ngày hôm nay anh Khoa rất vui để được gặp gỡ và giới thiệu với tất cả quý vị cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie. Xin chào anh Khoa và chào tất cả khán giả đang xem chương trình này. Nhanh, quá thật là nhanh khi mà anh nhớ anh em mình biết và gặp nhau cũng từ khi em chập chững vào nghề là từ năm 2006 mà em đạt giải nhất cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình, đúng không ạ? Nói thời gian để thấy rằng là một cái khoảng thời gian để mỗi ngày mình trưởng thành và chín chắn hơn cũng như gặt hái được nhiều thành công hơn trong nghề. Thế nhưng phải nói là chắc nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao có cái chữ Jolie ở phía sau tên của em. Anh cũng biết trong giới thì có hai Phương Trinh, một là bé Phương Trinh nhỏ và em. Thì Phương Trinh nhỏ thì bé cũng là diễn viên, cũng là ca sĩ, mà mỗi lần mà tìm ở trên thông tin trên mạng á thì những cái hình ảnh của bé Phương Trinh nhỏ lại lấn lướt em nhiều hơn. Cho nên khó để làm cho mọi người có thể tìm được cái thông tin về em. Nên em quyết định là lấy cái nickname Jolie. Thứ nhất là tại vì Angelina Jolie, vợ của Brad Pitt, là thần tượng của em. Cái thứ hai nữa là để cho mọi người khi mà tìm tên của em ở trên mạng á thì có thể dễ dàng hơn thấy những cái hình ảnh riêng cá nhân của em thôi, không có bị dính líu gì tới bé Phương Trinh nhỏ nữa hết. Cái thứ ba nữa là em mong muốn là một cái tên mới thì nó sẽ giống như là đổi phong thủy á, làm cho cái con đường âm nhạc của em nó bắt đầu lại sẽ tốt đẹp hơn. Cuối năm thì công việc ai cũng bận rộn hết và quả thật là rất là nhanh, bởi vì là đã là tháng cuối cùng của năm theo lịch dương lịch, đúng không ạ? Công việc của một người nghệ sĩ trẻ như em trong khoảng thời gian này như thế nào? Em đang rất là bận rộn tại vì có một dự án phim điện ảnh mới. Vô tình em cũng không có casting phim này nữa mà nhận được một cuộc điện thoại từ gọi là nằm những người trong nhà sản xuất. Thì đó là ở trên ơi, có cái vai phim vai chính, vai nữ chính của đạo diễn Charlie Nguyễn này, em tham gia được không? Mà em đã từng tham gia với ekip này hai bộ phim trước rồi nên mọi người đã biết cái cách diễn của em rồi, và em được mời thẳng vào vai chính phim này luôn. Cho nên mà anh cũng biết cuối năm thì thường là ca sĩ có rất là nhiều show event hay là show những cái hội khách hàng hay gì đó. Nên em vừa tham gia phim và cũng vừa có thể sắp xếp những cái show diễn để nó không trùng với lịch phim. Như bạn vừa chia sẻ thì không phải qua vòng casting và được đạo diễn gọi để đưa vào. Với anh nghĩ đó là không chỉ là một cái sự may mắn mà giống như là việc được đo ni đóng giày vậy đó. Vì nếu mà phải tìm nhân vật thì họ sẽ phải casting rất nhiều, đúng không ạ? Còn khi mà gọi nghĩa là em phù hợp với một cái vai diễn đó, thế thì bản thân em thấy như thế nào khi em cầm kịch bản, em đọc, em nghiên cứu và có thể chia sẻ một tí về nhân vật của Phương Trinh mà tháng 4 sắp tới đây mọi người sẽ được dịp nhìn thấy em trên màn ảnh rộng? Dạ. Vai này thì nói chung là cũng rất là khá giống với lại tính cách ở ngoài của em, đúng không? Giống là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, sở hữu một cái nhà hàng, có nghĩa là lúc nào cũng tìm tòi, cũng suy nghĩ là không nên làm giống người đó mà mình phải đi theo một cái con đường khác. Có thể lúc đầu nó sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mà khi mà thực khách họ đã thích rồi thì mình sẽ là người tiên phong trong cái món ăn đó. Và cái vai của em thì là một cái mối tình rất là lãng mạn với diễn viên nam chính trong phim là anh Johnny Chí Nguyễn cũng như là Thái Hòa. Cái phim này không phải là phim thời nay mà là hồi xưa, năm 95. Lúc đó thì em mới có 7 tuổi nên em cũng không có biết rõ lắm về âm nhạc, về cái thị trường âm nhạc của các cô chú anh chị thời đó, đúng không ạ? Dạ, em nghe nói là cái thời đó trong bộ phim này thì rock thời đó cũng rất là thịnh hành. Rock á, mà cái năm của em mà khi mà em lớn chút xíu là khoảng tầm 2000 á, là pop bắt đầu đã vực dậy rồi. Thì anh Thái Hòa trong phim là một người rất là mê nhạc rock và cuồng cái nhóm nhạc đó của Việt Nam. Nhưng mà cái thời nay thì nhạc rock không còn thịnh hành nữa. Nên ảnh nói là không biết tại sao mà cái nhóm nhạc này nó lại bị mai một đi, nó bị tan vỡ đi, không còn thịnh hành như ngày xưa nữa. Và ảnh tìm ra nguyên nhân là do anh Johnny Chí Nguyễn trong phim đó yêu em. Nên cái mối tình này mới là nguyên nhân để cho cái nhóm nhạc đó tan rã. Và chính vì vậy mà anh quyết định là phải phá cái mối tình này. Thì biết đâu nếu mà hai người không yêu nhau thì ban nhạc sẽ lại thịnh hành. Và biết đâu vì cái quá khứ thay đổi nên hiện tại thì nhạc rock sẽ được nhiều người yêu mến. Và anh quyết định là quay trở về quá khứ để thay đổi cái quá khứ. Và phải nhắc về MV mới của em với sự đầu tư khá là chỉnh chu, khá là
chúng ta không dùng từ hoành tráng, nhưng mà anh biết đó là toàn bộ tâm huyết của em. Thế thì với MV Mất, với những hình ảnh rất là đẹp và vừa rồi được các khán giả yêu mến và phát rộng rãi ở trên các kênh truyền hình và cũng như là các kênh online, em có thể chia sẻ một tí với mọi người vì sao mà đặt tên MV đó, vì sao mà lại chọn cái bài hát đó để làm MV và tâm huyết của mình thế nào không ạ? Cái chủ đề của cả hai MV là hồi ức em và anh. Chữ M và N là chơi chữ trong cái chủ đề của hai ca khúc này. M mình có thể đọc tiếng Việt là em. Còn N là anh, là người yêu của mình. Và đó cũng là chữ viết tắt của hai ca khúc. Trong ca khúc của em là Mất và Nợ. Thì ca khúc hồi nãy mà khi mà anh Khoa nói đến là Mất thì em đã cho ra mắt rồi. Và cũng rất là may mắn là hai version, là một version là ballad và một version là deep house, thì đều được các bạn yêu mến. Và cái MV này thì có nhiều người nói là hơi khó hiểu. Không hiểu tại sao là cái người con gái trong cái MV đó là em, là lại mỗi ngày lại bỏ thuốc độc vô thức ăn để mà đầu độc bạn trai của mình chết. Mọi người không hiểu tại sao kỳ cục vậy. Và mọi người đang đặt ra câu hỏi là không biết lý do là tại sao. Và cái MV thứ hai là MV Nợ thì nó sẽ giải thích cho mọi người là tại sao là em lại làm vậy. Có một cái sự trùng hợp ở trong cả hai khúc này là cả hai người nhạc sĩ này đều là bạn của em. Và khi mà nói chuyện với nhau, nghe em kể về chuyện tình cảm của em trong quá khứ, trong hiện tại đã qua, thì họ có nên ý tưởng và viết lên hai ca khúc này. Và khi mà em nghe thì em cảm thấy cũng rất là đúng. Nó sẽ nói thay cho cái trái tim của mình. Và để mà hát một ca khúc mà mình làm cho khán giả cảm động thì mình phải hát bằng chính cái tình cảm của mình. Thì mọi người nghe, người ta mới cảm thấy là người ta cũng là cái người con gái trong bài hát đó. Thì đó là những cái gì mà em mong muốn và gửi gắm cái tình cảm của mình vô hai ca khúc. Và thật sự thì giống như anh nói, không có hoành tráng lắm, nhưng mà cũng là tất cả những tâm huyết mà và kinh tế mà em có thể em dành dụm được. Là cái hai MV này là em quay ở trên Đà Lạt. Cảm ơn em rất nhiều và chắc chắn mọi người đang chờ đợi. Anh cũng mong là sẽ sớm được gặp lại em để khoe với các khán giả khi mà bộ phim Fan Cuồng ra mắt tại rạp vào giữa năm 2016. Dạ, em cũng cảm ơn Khoa và cảm ơn chương trình đã cho em đến đây được có thể trò chuyện cùng với anh và tất cả mọi người. Và cũng xin chúc cho mọi người những ngày cuối năm này sẽ có thêm nhiều sự may mắn, nhiều niềm vui và có một năm mới tràn đầy hạnh phúc.